Ở người này, yêu, linh, tùy ý giết chốc loạn thế bên trong, tên là trạch ly thiếu niên, đánh vỡ thế nhân thường thức, lấy phạm nhân chi thân có được địch nổi người tu hành lực lượng, lại bởi vì thế nhân tham lam, người yêu ở trước mắt mất đi. Lưng đeo huyết hải thâm cừu hắn, ở trong đuổi giết chạy trốn vào một cái chư thánh thánh lưu lại thế giới, vô nhai. Đang tìm tình yêu, cũng vì cừu hận trong lòng, trong loạn thế nghịch cảnh mà lên mà bánh răng vận mệnh cũng theo trạch ly xuất hiện bắt đầu chuyển động, vạch trần vô số bí mật chí cường thời kỳ ám cổ lưu lại. Chương 1 Chạy trốn thiếu niên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Mạng sống như treo trên sợi tóc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 thần quan bên trong nữ tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Phí bảo hộ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Trạch cách lựa chọn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Tâm chi thế giới bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Vận mệnh của hắn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Hồng Trần vì ngươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Không bờ bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Tên của ngươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.